Chấp xấu, cửu long kỳ thể là công pháp chủ tu khi ta làm đại đế, cuối cùng ta cũng luyện thành rồi. Cửu long kỳ thể là công pháp chủ tu khi ta làm đại đế, cuối cùng ta cũng luyện thành rồi. Nhờ có biển hiền hồn quyết, không ngờ môn công pháp này thật sự có thể mở rộng linh hải, giúp ta luyện khí kỳ này đã có thể tu luyện được cửu long bá thể. Xem ra ta đã không chọn sai sư phụ rồi. Đương nhiên không chọn sai, bá ta làm sư phụ là lựa chọn sáng suốt nhất của đời ngươi. Ôi trời ơi, sư phụ, sao người lại nấp sau lưng người ta nghiền liếng thế? Tại đâu có nghiền liếng, ta đến đây là câu cá. Từ sau đã thấy ngươi đang nổ tung cá ở khô hải rồi. Ta đâu có nổ tung cá, vừa rồi ta đang niệm công. Nếu không phải ngươi là sư phụ, thì giờ ta đã dùng một tay để trấn áp ngươi rồi đó. Nếu không phải ngươi là sư phụ, thì giờ ta đã dùng một tay để trấn áp ngươi rồi. Cũng chăm chỉ quá nhỉ, vậy ngươi đã luyện nghĩa hồn quyết đến cảnh giới nào rồi? Cuối cùng cũng hội đến. Nếu sư phụ biết thời gian ta luyện đến tầng thứ 5, chắc chắn sẽ kinh ngạc về thiên phú của ta. Sư phụ, đồ như luyện cả đêm để tu luyện hiền hồn quyết đến tầng thứ 5 rồi. Tầng thứ 5. Quả nhiên sư phụ ta bị làm cho kinh ngạc đến nỗi không rõ lời. Ta cái tư chất đại đế đấy, ngươi phải quen dần thôi. Ngày xưa ta chỉ mất cái thời gian ở một chén trà để học được hiền hồn quyết. Vậy mà năng ta luyện cái đêm mà mới chỉ có đến tầng thứ 5. Thiên tư kiếm quá đi. Sư phụ, tiểu hết đâu rồi? Hôm qua trạng thái của ta không được tốt, hôm nay muốn đấu với nó một chút. Tìm kỹ đi, không được bỏ sót chỗ nào đó. Đệ tử ngự thú phong, các ngươi không chịu ở ngự thú phong phối giống, chạy đến tiêu diêu phong ta làm gì? Là đến phối giống cho vương bát trong khổ hải à? Chúng ta đến tìm linh thú. Vương bát ở trong cái ao tù này có phối giống hay không liên quan gì đến ngự thú phong ta. Xem ra tối qua tiểu hóa hóa hình gây ra động tĩnh quá lớn, bị lão nhân ngự thú phong phát hiện. Nếu tiêu diêu phong có linh thú thì cũng là linh thú của tiêu diêu phong ta, liên quan gì đến ngự thú phong? Không phải, không phải đâu. Theo thông quy của tinh hà tông ta, bất kỳ linh thú nào vô chủ, các phong đều có tư cách thu phục. Nên dù linh thú ở tiêu diêu phong cũng không có nghĩa là thuộc vào tiêu diêu phong các ngươi. Tần thọ phong tử ngự thú phong tu vi kim đan. Vậy các ngươi đến muộn rồi, linh thú các ngươi tìm đến nhận sư phụ ta làm chủ. Thật không, linh thú có nhận sư phụ ngươi làm chủ hay không, đâu phải nghe cô nương ngươi nói. Phải để linh thú tự nói mới được. Các ngươi á, nói không không tính. Linh thú chưa hóa hình căn bản không thể nói chuyện, các ngươi vốn dĩ định cướp trắng trợn á. Ê, tớ không nói thế. Cả người nói có nhất quyết là nghĩ như vậy thì cũng được. Đúng là cướp, đúng là cướp. Đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi tìm linh thú ra đi. Vâng. Sư phụ gì cũng chỉ là luyện khí kỳ, không thể trông cậy người bảo vệ tôn nghiêm tiêu diêu phong. Tỷ ta là luyện khí kỳ, nhưng có ký ức kiếp trước và công pháp với đế cấp trong người, tu sĩ trúc cơ bình thường, đều không phải đối thủ của ta. Chỉ có người này, nhưng hắn là kim đăng kỳ, chắc cũng không thể hạ diện động thủ với ta. Khinh người quá đáng. Hôm nay Lâm Thiên Thiên to sẽ cho các người biết. Tiêu Diêu Phong to không phải không có người. Chuyện gì vậy? Ta còn chưa động thủ. Là ai dám đánh lén đệ tử ngự thú phong của bằng đến thì ra đây. Kẻ xâm nhập với Tiêu Diêu Phong. Trục xuất. Tiểu Hắc. Hôm qua, năng rõ ràng nó còn chưa hóa hình mà. Có lẽ có kỳ ngộ gì đó. Lại là linh thú hóa hình, nếu ta có được chiến lực ít nhất á tăng 5 thành, nó phải là của ta. Diệp sư thúc, ta dùng trúc cơ đan thượng phẩm này đổi linh thú đó được không? Sư điệt à, hỏi tư chất của sư thúc người, đừng có nói trúc cơ đan thượng phẩm, dù là trúc cơ đan cực phẩm nó cũng vô vọng ở trúc cơ, nên nó vô dụng với ta. Tư chất rốt cuộc là kiếm đến mức nào chứ? Tư chất rốt cuộc có kiếm đến mức nào chứ? Nếu sư thúc không muốn đổi, vậy ta cáo từ. Mới lạ, khổng vô thần. Diệp sư thúc, người chỉ là luyện khí kỳ,
Làm sao có tư cách sở hữu linh sủng hóa hình? Hãy giao nó cho ta, để ta có thể phục vụ Tinh Hà Tông tốt hơn. Vô sĩ! Chỉ là luyện khí kỳ cũng dám ra tay với ta. Một chưởng đó của nàng ta lại làm cho khí huyết ở trong cơ thể ta sôi trào. Nàng ta thật sự chỉ là luyện khí kỳ ư? Một chưởng đó của nàng ta lại làm cho khí huyết ở trong cơ thể ta sôi trào. Nàng ta thật sự chỉ là luyện khí kỳ ư? Thôi đừng đánh nữa. Sư phụ đừng có ngăn ta. Hôm nay dù thế nào cũng may không đỡ cái tên vô sĩ này mang tiểu hắc đi. Yên tâm, hắn sẽ không mang tiểu hắc đi được đâu. Thượng cổ dị thú đã dùng qua nội đan của yêu vương, làm sao có thể bị pháp bảo của tu sĩ kim đan trói buộc được? Cái gì? Khốn yêu thần của ta? Muốn mất mất ta, nhưng làm sao có thể để ngươi được như ý? Ta chặn đó. Trục xuất kỳ xấu. Mũi hiệu lớn, mũi hiệu lớn. Tu sĩ Kim Đan là bị tiểu hắc một chiêu đánh bại. Nó không phải là yêu vương rồi chứ. Chủ nhân, ta đã đánh bại những kẻ xâm phạm rồi. Không tội, không tội. Ta biết tiểu hắc ngươi sẽ hoàn thành tốt công việc tuần sơn, cứ tiếp tục như vậy. À đúng rồi, đồ nhi. Hồi nãy ngươi không phải nói muốn đấu với tiểu hắc sao? Không không, không cần. Có lẽ do thức khuya nên thân thể hơi mệt mỏi. Ta vào nghỉ ngơi trước đã. Vậy mai ta cùng ngươi đánh nha. Thiệt là ta lại thua một đồ đệ ngốc. Phải nghĩ cách làm sao tăng tu vi cho nàng. Trời tối gió lớn, đêm nay là lúc tuyệt vời để câu cá. Ta có cảm giác hôm nay sẽ có thu hoạch lớn. Cái tên Diệp Không này tưởng có linh thú hóa hình giúp đỡ thì coi chúng ta không ra gì, còn nhân nhã đi câu cá. Sư huynh, linh thú đó thật sự là lợi hại. Phòng tự hắn có thật sự khống chế được nó không? Yên tâm, để đối phó linh thú hóa hình đó, phong chủ đại nhân đã đặc biệt giao cho phong tử hạt yêu kim bát. Linh thú hóa hình mạnh đến đâu cũng không tới gây nổi sóng gió lớn. Nhưng đã phòng Diệp không cản trở. Ta mang theo vạn thú mua hồn hương, có thể hại gục có hơn vạn con yêu thú. Cái tên pháp vật luyện khí này hay hít vào quá, chắc phải ngủ luôn một tháng. Ơ này, đêm hôm khuya khác, ai đang đốt hương thế? Lạ nhỉ, mùi này hơi giống mùi nicotine á, ta hút trước trước kia. Để đây, đúng lúc cần đã tỉnh táo. Vậy mà lại không thở làm hắn hôn mơ, không lấy liều lượng chưa đủ. Mau niệm hết vạn thú hồn mơ hương ở trên người các người ra đi. Ta không tin không thích làm hôn mơ. Biết ngay tối nay sẽ có thu hoạch mà. Tên này dùng vạn thú mơ hương của chúng ta để hun khói cá kìa. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lấy nhầm rồi? Đây hoàn toàn không phải là vạn thú mơ hồn hương. Chủ nhân nói thứ này gọi là bánh bao. Ta thấy đặc biệt ngon, các ngươi cũng nếm thử đi. Cô nương, ngươi đã bị Diệp Không lừa rồi. Bánh bao này là thức ăn của kỹ hạ đẳng. Hắn đưa bánh bao cho ngươi ăn rõ ràng là không coi trọng ngươi. Kỳ dấu, kỳ xấu, dám nói xấu chủ nhân ở trước mặt ta. Ta không tha cho ngươi đâu. Hàng yêu kim bát, thu nó cho ta. Dù là linh thú hóa hình thì sao? Chẳng phải á, vẫn bị hàng yêu kim bát thu sao? Ngươi ngoan ngoãn theo ta và ngự thú phong nhận ta làm chủ đi. Ta bảo đảm, ngươi cái sơn hào hải vị ăn không hết. Đánh đi. Ngươi cứ đánh tùy ý. Hạt yêu kim bát này là chí bảo của ngự thú phong ta, có thể giam cầm cái hung thú miệng anh. Dù ngươi dùng hết sức á, bình sinh cũng đừng có mong mà đánh ra được một vết nứt. Ai? Người của Tiêu Diêu Phong lúc này hận là đã bị đánh ngất rồi. Chẳng lẽ người của Phong Cát cũng đang nhắm đến linh thú hóa hình? Đêm dài lắm mộng, tốt nhất là sớm đưa linh thú hóa hình vào người thú phong thôi. Cái gì? Hận yêu kim bát là bị xương cá đâm thủng rồi sao? Sao có thể chứ? Kim bát của ta.
Cô nương, giờ ta tự mình rời khỏi Tiêu Diêu Phong, không cần ngươi động thủ nữa. Đêm qua luyện công tốt thế, sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Thôi vậy, vào phòng rửa mặt đã. Ngự thú phong các ngươi khinh người quá đáng. Sáng sớm đã chạy đến Tiêu Diêu Phong ta chặn cửa, đây là ép ta ra tay rồi. Trư Yêu. Đại trư đầu, đại trư đầu, đại trư đầu, ta không bao giờ dám đến Tiêu Diêu Phong nữa đâu. Thiên kiếm phong. Chiêu này cũng là cậu ảnh trí hồn. Chiêu kiếm của sư huynh á, có thể hóa thành chính đạo kiếm khí. Hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Đúng vậy, không thì các ngươi nghĩ danh hiệu tiểu kiếm thần là của cho vui à. Đời này ta có thể luyện được đến một nửa trình độ của sư huynh thì không uổng kiếp này rồi. Chỉ với cái trình độ như các người á, có thể luyện được một phần mười của ta là tổ tiên phù hộ rồi, còn đôi một nửa. Tôn đệ tử năm nay thật sự có thiên phú, chỉ có mỗi Lâm Thiên Thiên. Nhưng á, nàng ta lại từ chối lời mời của ta chỉ chọn gia nhập Tiêu Diêu Phong. Sư huynh, chưa vừa rồi ta xem như chưa rõ, huynh có thể chỉ điểm không? Sư huynh ta cũng chưa hiểu rõ, huynh cũng dạy ta với. Dạy ta với? Ta là người đầu tiên thỉnh giáo sư huynh mà, sư huynh đâu phải chỉ là một mình ngươi. Ta hiểu rồi, ta biết tại sao nàng từ chối ta rồi. Lâm Thiên Thiên chắc chắn đã sớm biết ta được các nữ đệ tử mến mộ nên cố tình từ chối ta. Chiêu lạc bờ buộc chặt này hay lắm. Lâm Thiên Thiên, ngươi quả thật đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Nhưng nếu ta đã hiểu rõ tất cả thì sao có thể để ngươi tiếp tục ở cùng với tên phế vật đó chứ? Lâm Thiên Thiên, ngươi đợi đó, ta sẽ đến Tiêu Diêu Phong đón ngươi. Thiên Thiên tỷ, ta đến tìm tỷ luận bàn đây. Thiên Thiên tỷ, sao không thấy người đâu? Với tu vi hiện tại của ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiểu Hắc. Tóm lại trước khi trúc cơ thì tránh nàng một chút đã. Lâm sư muội vẫn khỏe chứ? Ngươi là ai vậy? Ta, Trần Trường Thanh, phong tử Thiên Kiếm Phong đây. Trong đại điển thu đồ, ta đã từng mời Lâm sư muội gia nhập Thiên Kiếm Phong mà. À, có người như ngươi. Ngươi đến Tiêu Diêu Phong làm gì? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Phong á cũng nhắm đến Tiểu Hắc? Tiểu Hắc cái gì cơ? Lần này ta đến chỉ để mời Lâm sư muội đến Thiên Kiếm Phong tu luyện. Không đi, ta là đệ tử Tiêu Diêu Phong sao phải chạy đến Thiên Kiếm Phong tu luyện chứ? Không, không đã. Chỉ cần Lâm sư muội chịu đầu quân của Thiên Kiếm Phong ta, ta sẽ truyền thụ tuyệt học trấn phong phong ảnh kiếm quyết cho ngươi. Tuyệt học trấn phong, trước đây á, hiền hồn quyết sư phụ truyền cho ta đã giúp ta tăng tu vi lên rất nhiều. Phong ảnh kiếm quyết, nếu cũng có hiệu quả tương tự thì không thể bỏ qua. Trần sư huynh, ta có thể xem qua quyển phong ảnh kiếm quyết này trước không? Đương nhiên, Lâm sư muội có việc xem. Trần sư huynh, có phải huynh lấy nhầm không? Đây là kiếm pháp hiền giai sao? Không sai. Hơn nữa, đây không phải là kiếm pháp hiện giai bình thường, mà là kiếm pháp hiện giai thượng phẩm cổ độn đỉnh phong vô cùng quý giá. Lâm sư muội phải nắm bắt cơ hội tốt này đấy. Võ học thiên hạ có thể chia thành sáu bậc thần: thánh, thiên, địa, hiền, hồn. Kiếm pháp bọn đã từng luyện kiếm nhất có cũng từ là thiên giai trở lên, hắn lại dám lấy một quyển hiện giai để lừa ta. Sư huynh, kiếm pháp này quá lợi hại, ta học không nổi, ta vẫn tiếp tục ở lại Tiêu Diêu Phong thôi. Sư muội, muội đừng có đi mà, ta dạy muội. Nếu nàng ta chơi khó, ta nên lấy quyền kiếm pháp hồn giai mới đúng. Đã đến lúc rồi. Pháp trần làm từ Long Phượng Hoàng, trong đó ẩn chứa đại đạo chân ý. Đồ nhi tốt, nói vào môn hạ Tiêu Diêu Phong của ta. Ngươi chỉ cần nằm yên thôi, đỡ sư phụ dẫn ngươi đi. Đồ nhi tốt, bái vào môn hạ Tiêu Diêu Phong của ta. Ngươi chỉ cần nằm yên thôi, đỡ sư phụ dẫn ngươi bay. Đồ nhi, vi sư mang cho ngươi thứ tốt đây. Sư tôn, sao người vào mà không gõ cửa vậy?
Người có trốn ở trong phòng tắm hồi, hiện chỉ tốc độ tu luyện đã chậm như vậy. Mau mặc quần áo vào, vì sư có chuyện muốn nói với người. Ta ở bên ngoài chờ người. Lại nói tốc độ tu luyện chậm. Ta tới Tiêu Diêu Phong mấy ngày nay đã từ luyện khí tầng 6 đột phá lên tầng 8 rồi. Không nói ra là sợ làm người kinh sợ. Sư tôn, người tìm ta có việc gì? Nhìn xem cái món đồ vi sư chuẩn bị cho người này, sẽ giúp người tu luyện đấy. Không, không phải là muốn ta cầm cái chổi lông gà này quét dọn chứ. Phòng ta đã rất sạch rồi, không cần quét nữa. Quét gì chứ, nó là đỡ quất ngươi đấy. Một tu sĩ luyện khí bình thường như ngươi lại dám quất bản đế ư? Sư tôn, mời người ra ngồi, nếu không đừng trách đệ tử một tay trấn áp người đấy. Đồ nhi tin tưởng vi sư chỉ cần một nén nhang thôi, mau lên giường á, nằm sắp đi. Đi ra ngồi cho ta. Cái gì? Cảm giác này là sao? Lại xông thẳng vào đầu ta, không được đâu. Ta sẽ không kiềm chế nổi rồi. Đồ nhi, tập trung tinh thần, dụng tâm cảm nhận đại đạo chi ý. Đúng rồi, đây là đại đạo chi ý. Thì ra cái chổi lông gà của sư tôn đúng là bảo bối, ta lại hiểu lầm sư tôn rồi. Sư tôn, xin hãy quất ta đi. Lâm sư muội, ta tìm cho ngươi một quyển kiếm quyết hồn giai trung phẩm, bảo đảm ngươi sẽ học được. Sư tôn, thêm sức đi. Như vậy, cái ngươi, nghiêm không, ngươi dám động đến nữ nhân của ta, ta sẽ giết ngươi. Bản lĩnh chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng dám uy hiếp chủ nhân. Đã sáng rồi à? Đâu, đâu, đâu? Sư tôn cứ quất ta thoải mái đi. Được rồi, hôm qua ta bảo sư tôn quất ta, nhưng hắn thật sự không hề nương tay, không hề thương hương tiếc ngọc chút nào cả. Bị đánh như vậy cũng không thật uổng phí được, ta phải xem thử tu vi có tăng lên không. Cái gì? Ta đây là luyện khí tầng 9 rồi á. Trước khi bị sư tôn quốc, ta mới chỉ là luyện khí tầng 7. Vậy cái chổi lông gà kia là pháp bảo gì lại có thể giúp ta tăng hai tu cảnh giới? Không nghĩ đến chuyện đó nữa, nó đây là luyện khí tầng 9 rồi nên đột phá cảnh giới trúc cơ rồi, trước tiên phải chuẩn bị vật phẩm để trúc cơ. Chỉ là bản đế ta có tư chất thiên phú siêu phàm, nếu dùng vật phẩm trúc cơ bình thường sẽ chỉ làm lãng phí thiên phú của ta, cản trở sự phát triển của ta. Tịnh Hà Tông này chắc chắn không có được vật phẩm trúc cơ xứng với ta. May mà ta đã chuẩn bị từ trước, định lúc sử dụng những quân cờ đã bố trí từ kiếp trước rồi. Đi đi. Đi đi. Tổng bộ Đại Thiên Thư Hành. Thu thập linh thạch tháng này nhiều hơn tháng trước 3 thành. Xem ra được linh dược này nhập về lần trước á, rất được ưa chuộng. Tiêu viện hội trưởng Đại Thiên Thư Hành. Nhưng chi phí Lô Hải Tâm San hộ từ Nam Cương lại tăng cao, phải nghĩ cách tăng giá trị của nó mới được. Đúng rồi, cứ nói Hải Tâm San hồ này nghiễn thành bột hồ nước uống, có công hiệu bổ thận ở Trấn Dương, ta không tin không bán được giá cao đó. Đây là thiên lý truyền âm phụ của bệ hạ vẫn còn sống. Bệ hạ lại bảo ta chuẩn bị vật phẩm trúc cơ, xem ra dù bà hạ chưa chết nhưng tu vi á đã mất hết, nếu không sao á phải tu luyện lại từ đầu. Bà hạ, vật phẩm trúc cơ cực phẩm người muốn ta đây quả thật có, nhưng tại sao ta phải cho không ngươi? Thật sự vẫn tưởng mình nó còn là nữ đế tuyệt tình y chấn bốn phương sao? Nghĩ đến tình nghĩa từng là quân thần của chúng ta, tôi sẽ tặng ngươi một cọng xích bảo cơ thôi. Ngươi cứ việc dùng nó mà trúc cơ đi. Đồ nhi đã đến luyện khí tầng 9, to làm sư phụ, đương nhiên phải chuẩn bị vật phẩm trúc cơ cho nàng. Phượng hồn bảo cốt này ẩn chứa chân phượng tinh huyết, đồ nhi dùng nó để trúc cơ là thích hợp nhất. Đợi đã, đừng có nói là nàng lại đang tắm ở trong phòng. Đồ nhi là sư phụ, tôi có thể vào phòng bây giờ không? Sư tôn đừng vào vội, người có chuyện gì cứ nói bên ngoài đi. Quả nhiên là đang tắm, may mà ta hỏi trước. Cũng không có gì, chỉ là vi sư thấy ngươi đây là đến luyện khí tầng 9 nên chuẩn bị vật phẩm trúc cơ cho ngươi. Ta đã ngồi cửa phòng ngươi rồi, nhờ lấy vào nhé. Lát nữa đôi nhi thấy vật phẩm trúc cơ ta chuẩn bị là Phượng Hồn Bảo Cốt, chắc sẽ cảm động khóc mất thôi. Nhưng mà ta ghét nhất là thấy nữ hài tử khóc hay là đi câu cá thôi. Sao lại có hai cái hộp này?
Thì ra là vật phẩm trúc cơ Tiêu Viễn gửi đến cũng tới rồi. Đỡ ta xem thử vật phẩm trúc cơ hắn gửi đến có phải là cực phẩm không. Xích đéo bảo cốt, hắn dám dùng vật này để qua lô cho bạn đấy. Không đã, xích địa bảo cốt quá hắn là do sư tôn tận. Vật phẩm trúc cơ ta báo Tiêu Viễn gửi có lẽ ở trong cái hộp gỗ này. Đúng rồi, đấy chính là vật phẩm trúc cơ cực phẩm ta muốn. Tiêu Viễn cũng coi như là dụng tâm bản đế không nhìn lầm hắn. Với cái năng lực của sư tôn, có thể kiếm được xích địa bảo cốt này cũng coi như là cực hạn rồi. Tấm lòng này ta nhận. Lần này có vật phẩm trúc cơ cực phẩm ở cơ thể trúc cơ hồ mỹ, đợi một thời gian vượt qua kiếp trước cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó tay trái tay nâng Tiêu Diêu Phong, tay phải xích tinh hạ tông, sư tôn còn không ngon ngỗn quỳ dưới váy thạch lậu của ta. Trên bầu trời Tiêu Diêu Phong lại xuất hiện thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có kỹ tài tuyệt thế để đột phá trên Tiêu Diêu Phong? Tổng chủ tinh hạ tông là Dương Thiên. Tổng chủ người nói kỳ tài tuyệt thế đó có phải là Diệp Phong, là Diệp không? Có phải hắn hay không? Chúng ta đến Tiêu Diêu Phong xem là biết ngay. Tổng chủ thiên địa dị tượng này đang ở ngay phía trên chính điện Tiêu Diêu Phong. Chắc chắn là do Diệp không có trúc cơ gây ra, tuyệt đối không sai được. Không ngờ Diệp không hắn im lặng thì thôi, nhưng một khi ra tay là kinh thiên động địa. Tổng chủ tiền nhiệm ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy an ủi. Một cái bóng phượng hồn kêu cái gì mà kêu, làm cá của ta sợ chạy hết rồi đó. Cút đi chỗ khác cho ta, đừng có ảnh hưởng ta câu cá. Thiên địa dị tượng này sao đột nhiên biến mất rồi?